Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đệ tử chúng con thành tâm cầu nguyện. Đệ tử chúng con thành tâm cầu nguyện. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Quan Âm Thế Chí. Quan Âm Thế Chí. Chư đại hải chúng. Chư đại hải chúng. Đại từ đại bi. Đại từ đại bi. Phóng quang tiếp độ. Phóng quang tiếp độ. Cho Phật tử Nguyễn Thị Hòa pháp danh Minh Trí. Cho Phật tử Nguyễn Thị Hòa pháp danh Minh Trí. Cùng tất cả chư vị pháp giới hữu duyên. Cùng tất cả chư vị pháp giới hữu duyên. Được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà. Cho Phật tử Nguyễn Thị Hòa pháp danh Minh Trí. Cho Phật tử Nguyễn Thị Hòa pháp danh Minh Trí. Cùng tất cả chư vị pháp giới hữu duyên. Cùng tất cả chư vị pháp giới hữu duyên. Được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quy mạng lễ A Di Đà Phật. Quy mạng lễ A Di Đà Phật. Ở phương Tây thế giới an lành. Ở phương Tây thế giới an lành. Phật tử Nguyễn Thị Hòa pháp danh Minh Trí. Phật tử Nguyễn Thị Hòa pháp danh Minh Trí. Cùng tất cả chư vị pháp giới hữu duyên. Cùng tất cả chư vị pháp giới hữu duyên. Xin phát nguyện vãng sinh. Xin phát nguyện vãng sinh. Cúi xin Đức từ bi tiếp độ. Cúi xin Đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. Dạ Phật, mời đại chúng an tọa niệm Phật ạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà
A Di Đà Phật. 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 Đà Phật. A Di 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 Đà Phật.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà
A di đà Phật, 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 A di
Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này. Nguyện đem công đức này. Trang nghiêm Phật tịnh độ. Trang nghiêm Phật tịnh độ. Hồi hướng cho Phật tử Nguyễn Thị Hòa pháp danh Minh Trí. Hồi hướng cho Phật tử Nguyễn Thị Hòa pháp danh Minh Trí. Hồi hướng cho tất cả chư vị pháp giới hữu duyên. Hồi hướng cho tất cả chư vị pháp giới hữu duyên. Với Phật tử Minh Trí. Với Phật tử Minh Trí. Hồi hướng cho tất cả thần linh hương linh chúng sinh. Hồi hướng cho tất cả thần linh hương linh chúng sinh. Đang hiện hữu trên mảnh đất này. Đang hiện hữu trên mảnh đất này. Tất cả đều được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Tất cả đều được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Nguyện A Di Đà Phật. Nguyện A Di Đà Phật. Quan Âm Thế Chí. Quan Âm Thế Chí. Chư Đại Hải Chúng. Chư Đại Hải Chúng. Đại Từ Đại Bi. Đại Từ Đại Bi. Phóng Quang Tiếp Độ. Phóng Quang Tiếp Độ. Trên đền bốn ơn nặng. Trên đền bốn ơn nặng. Dưới cứu khổ tam đồ. Dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe. Nếu có ai thấy nghe. Đều phát tâm Bồ Đề. Đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này. Hết một báo thân này. Đồng sinh Cực Lạc Quốc. Đồng sinh Cực Lạc Quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Phật, mời đại chúng an tọa. Hôm nay nói chuyện cụ Hòa nhá. Để cụ Hòa và đây đại chúng này yên tâm này. Vì đây cụ Hòa đại chúng biết rằng là vì chúng ta chưa tìm hiểu kỹ lời Đức Phật dạy thôi. Vì Đức Phật dạy rõ ấy, nếu mà ai tin được và hiểu được, vậy người này sẽ đúng như Phật dạy, là Đức Phật dạy đó là Phật pháp thì giúp gì ngay trong hiện đời, là phá mê khai ngộ, sau đó sẽ lìa khổ được vui. Đấy, tức là bao giờ mình phải phá bỏ được những cái suy nghĩ mà mình chưa đúng. Vậy lúc mình hiểu rồi mình sẽ an vui. Vậy cụ Hòa nhớ rằng nhé, vì thế niệm Phật tại sao mà nói là an vui. Vậy sau này mà có người đến hoặc là mọi người về hết mà hôm nay cụ Hòa hiểu, cụ vẫn vui. Cụ Hòa nhá, Phật nói là này, trong kinh Thập Vãng Sinh ấy, cụ Hòa nhá, Đức Phật nói rằng là người nào mà chí thành mà niệm câu A Di Đà Phật là được Đức Phật A Di Đà, là ngài rất chiếu cố, là ngài sẽ phái đến, là cử đến là 25 vị Bồ Tát, trong đó là có ngài Quan Âm và ngài Thế Chí đứng đầu. Là người kinh của không, là đại Bồ Tát đứng đầu, là đến là gì, là ngày đêm âm thầm là ủng hộ này, là giúp đỡ này. Và trong những vị đại Bồ Tát đó là theo mỗi các ngài là đều có hàng nghìn nghìn chư long thiên hộ pháp. Cụ thấy thích không? Tức là rất đông Bồ Tát đến là giúp đỡ cụ. Cho nên người niệm Phật là không bao giờ cô đơn ngay ở chỗ này, chính là như vậy. Cũng không bao giờ buồn tủi, chính là chỗ này. Và cũng chính là được mười phương chư Phật hộ niệm giúp đỡ. Cụ thấy tu niệm Phật thấy thích không? Cụ Hòa có thích không? Thế sau này mọi người về này, cụ thấy như vậy là cụ nhớ rằng là có mười phương chư Phật hộ niệm cụ này, rồi có 25 vị Bồ Tát là ngày đêm bảo vệ cụ này. Nhưng vì mình mắt thường chưa thấy thôi, không thấy được thôi, nhưng mà đông 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 kín cả cái nhà này. Người kinh khủng không? Nó mắt thường không thấy. Thì cũng thấy đúng là mình tu, mình tu niệm Phật như vậy có phải hạnh phúc không? Cô ai hiểu không?
Vâng. Thế hôm nay con nói chuyện đấy cụ hiểu không? Nhưng mà dạ. Cô hiểu chỗ này không? Đoạn đấy chưa nghe thấy ạ? Mất ạ. Cụ Hòa nhá. Tức là ví dụ cụ như này nhá. Cho cụ dễ hiểu nhá. Thế cụ thấy những người mà họ đi chơi cờ bạc đúng không? Một người không biết tu đi chơi cờ bạc. Thế có phải là vừa đi ra đến cửa là bạn bè cờ bạc đến đón đi chơi đúng không? Đến rủ đi chơi đúng không? Cụ hiểu chỗ này chưa? Có bạn bè cờ bạc rủ đi chơi nhá. Thế một người nữa này. Một người con ví dụ này cho cụ hiểu này. Một người mà chuyên muốn đi buôn bán thì có phải là bạn bè buôn bán đến rủ đi chơi đúng không? À rủ đi làm ăn. Rồi một người rất thích đi chùa thì bạn bè thích đi chùa rủ cụ đi chùa đúng không? Thế hôm nay cũng như vậy. Nếu mà cụ chăm chỉ cụ niệm Phật hàng ngày ấy, hàng ngày cụ cầm chuỗi này, hàng ngày cụ niệm Phật này, là có 25 vị Bồ Tát là ngày đêm sẽ giúp đỡ cụ âm thầm ấy, mà cụ không nhìn thấy được mà vẫn ở bên cạnh cụ, quan tâm cụ, chăm sóc cho cụ. Cụ hiểu chỗ này không? Tức là cụ mà niệm Phật ấy là có 25 vị Bồ Tát là ngày đêm bảo vệ cụ. Cụ hiểu chỗ này chưa? Đấy là cái gọi là cái đặc ân mà riêng chỉ có người niệm Phật là được Đức Phật A Di Đà ngài phái 25 vị Bồ Tát đến bảo vệ cụ ngày đêm. Cụ có thích không? Cụ hiểu chỗ này chưa? Cụ hiểu không? Hay là không nghe được cái quạt. Cái tai cụ biết bên nào? Cả hai à? Thế là rồi nãy là vẫn chưa nghe rõ. Cụ vẫn chưa nghe được ạ? Hay là hôm nay tai cụ nó bị có vấn đề rồi? Hay lúc được lúc không? Cụ còn nghe được không? Có để cụ bị mất bên nào? Cái câu này cụ nghe được. Cụ nghe được đúng không ạ? À vẫn nghe. À chưa hiểu mấy ạ. Vâng. Con hiểu chỗ này rồi. Cái này khó là thì con biết rồi. Rồi rồi. Nhưng cũng chưa hiểu là cái lợi ích mà khi được bảo vệ. Thế con ví dụ này cho cụ Hòa nhá. À, cái người niệm Phật sướng ở chỗ nào này, an vui này. Là khi cụ thấy đúng không? Là có người đến là mình vui. Là ở nơi tâm. Và khi đây để cụ hiểu đúng không, là Phật Bồ Tát 25 vị giúp cụ như nào nhá. Ví dụ đáng đa Phật nói rằng đáng đa, ví dụ như hôm nọ mưa bão đúng không, cái người mà chí thành niệm Phật, ví dụ là tai nạn nó qua, có thể đáng ra cái cây nó đổ vào người thì có thể Bồ Tát đỡ một cái, là cái cây nó chỉ đổ bên cạnh đấy là được giúp đỡ, nhưng mình không thấy được.
Cô Hoa hiểu chưa? Rồi ví dụ là mình có Phật Bồ Tát bảo vệ sướng như hơn như nào? Là hàng ngày đúng ra là mình giống như là mình bị gió nó lạnh thì có cái áo là nó ấm, thì Phật Bồ Tát bảo vệ cũng như vậy, là tự nhiên mình được là có những điều là tai qua lại khỏi này, rồi nhiều thứ khác này, là như vậy là được 25 vị Bồ Tát bảo vệ. Rồi nữa rằng là gì? Đáng ra là mình sống trong khổ đau, mình buồn, mình phiền, thì khi mình niệm Phật thật nhiều, mình tha thiết mà cầu vãng sinh, thì tự nhiên là Phật gia trì, là trong lúc mình niệm Phật đó là tự nhiên mình tâm mình thấy an vui hơn. Đấy là được gia trì giúp đỡ. Thế con hỏi cụ này nhá, hàng ngày cụ niệm Phật thì cụ thấy có vui không? Thế cụ có cầu vãng sinh không? Hay quên rồi? Nhưng phải xin thực sự cơ. Thế con ví này nữa cho cụ Hà hiểu nhá. Không để sau này chú Quý hướng dẫn cụ ấy hơn này. Không sau này là có niệm Phật là lạc đường là chết. Con ví này để cụ Hà hiểu này nhá. Là Đức Phật nói rõ là con người khi đến nhân gian, cụ hiểu không? Là khi mà mình bỏ cái thân này, là lúc mình chết ấy, là mình linh hồn, là cái tâm thức đó tương lai không tu là sẽ đi vào những cảnh khổ hơn, giống như địa ngục này, giống như ngạ quỷ này, giống như súc sinh này, là giống như con gà con vịt bị nó giết này, cụ thấy không? Rồi giống như đại chúng mà hôm con nói chuyện ấy, trong lá thư thứ 5 mà khuyên người niệm Phật ấy, là khi mình gần chết thì có sấm chớp này, giống như hôm nọ cụ thấy mưa bão ấy, là mình gần chết ấy, là sấm chớp mưa bão nó cũng cảnh tượng đó nó hiện lên, và tương lai mình phải thọ cái cảnh khổ đó là nó lâu dài hơn. Thế cụ ở một ngày cụ có thấy khổ không? Nếu mà phải chịu cảnh mà mưa bão, cảnh khổ đấy một ngày, cụ có thấy khổ không? Cụ ai hiểu không? Nếu mà chịu 2 ngày là mình khổ đúng không? Mà nếu chịu 10 ngày thì rất là khổ đúng không? Cụ Hoa hiểu chỗ này chưa? Cụ hiểu không? Cụ Hoa nghe con hỏi chuyện có hiểu không? Là nếu chịu cảnh mưa bão, sấm chớp như vậy mà đến 10 ngày, 100 ngày, cụ có thấy nó khổ không? Nó mất điện này, nó sấm chớp này. Vậy Đức Phật nói rõ là nếu mà tương lai là những người không niệm Phật cụ nhá, là sẽ đi về cảnh khổ đó, là chịu qua hàng tỷ tỷ năm, lúc đó nó rất lâu dài, vậy sẽ rất là khổ. Cho nên Đức Phật mới chỉ cho chúng sinh là niệm A-di-đà Phật, là hãy xin cái vị A-di-đà Phật đó, là khi mạng mình nó hết, là mong Ngài đón về Tây Phương Cực Lạc, là mình sẽ thoát được cảnh khổ đó. Cụ Hoài hiểu chỗ này chưa? Cụ có hiểu không? Đấy chính là mục đích mình niệm Phật đấy. Để mục đích tương lai là không muốn chịu khổ, mà khi thân người này nó chết, vì Đức Phật nói đó là chết, là nó không phải là hết, mà chỉ cho cái thân này nó bỏ này, sau đó linh hồn của mình, cái tâm thức của mình, nó sẽ đi về một cảnh giới khác, mà có thể là sẽ khổ đau hơn, sẽ khó chịu hơn. Lúc đó mình không chịu đựng được, là mình sẽ chịu muôn vàn sự thống khổ.
trên người niệm Phật chính là hàng ngày niệm, là gọi cầu xin Đức Phật A Di Đà, là khi mạng hết đón về Tây Phương Cực Lạc đấy. Cô Hai hiểu chỗ này chưa? Cô Hai hiểu không? Di Đà Phật. Cô Hai trả lời con thế nào? Cô có nghe được không? Nghe được nhưng mà nghe nó vẫn không hiểu rõ là cái chỗ là lệ Phật. Phật là đón đi chẳng hạn thế. Vâng. Nhưng mà mục đích cụ hiểu không, là mình phải muốn thoát khổ cảnh ở thế gian. Tương lai là cụ có hiểu rằng à, nếu mà mình không niệm Phật giống như bao nhiêu người khác chết ý, cụ đúng không? Là họ không được Phật đón đi. Vậy họ sẽ vào cảnh khổ như địa ngục này. Đức Phật nói là một ngày ở đó ngắn nhất bằng 2700 năm này. Và bị con người ở đó ấy, là bị tra tấn, bị khổ đau. Có những hình phạt bị địa ngục kéo lưỡi ra. Có những cảnh là bị lên rừng cây là dao chém đứt người, chết xong lại sống lại, chịu tiếp cái cực hình đó. Cụ hiểu không? Cụ hiểu ra chỗ này chưa? Thì muốn không bị như vậy là hàng ngày chính là phải chăm chỉ niệm Phật đấy. Thì ngày ra đi Đức Phật mới đón được. Cụ hiểu chưa? Cụ hiểu được đoạn này chưa? Bây giờ mới gọi là hơi hiểu. Chuẩn bị hiểu. Thế là chăm chỉ niệm Phật. Thế khi mà giả ngạn như thế là ốm đau hay là ấy, thì Phật phải đón. Vâng. Thì mình cũng cứ A Di Đà Phật. Đúng rồi. Đấy, cái đại chúng thấy nhá, thu muộn này là con nói là loát sẽ rất là chậm, hiểu sẽ rất chậm đấy. Mà thôi chú quý bình tĩnh nhá, hướng dẫn cụ phải tí một và phải nhắc đi nhắc lại cơ. Dạ không nghe nhưng mà để hiểu nó khó. Lạy Phật, thế thì là cái khi mà ốm đau chẳng hạn thế thì cũng vâng. Là niệm Phật để đón nghe Phật cho là tỉnh táo này, đọc đi 10 câu huy hiệu của nhà người để về Tây Phương Cực Lạc. Vâng. À, thế thì lúc đấy giờ thì là cũng có đọc, có theo. Có theo. Tức là cái mà cụ hiểu mà nó chưa phải dứt khoát ấy. Chú quý hiểu không? Cả đại chúng hiểu rằng là đây con nói qua thôi vì cụ là nghe pháp rất nhiều. Đúng. Và cái mà cụ nó ở trong đầu ấy cụ biết cũng rất nhiều. Nhưng mà để đây đại chúng cả chú quý nhớ rằng là cái người hiểu nhá, đối với tịnh độ là phải hành. Vì Phật pháp thì chú trọng là hành rồi, nhưng con nói riêng về tịnh độ thôi. Là khi họ nghe xong họ phải là làm. Còn nếu mà lúc đó là cụ là nếu không dứt khoát nhá, là chân trước chân sau là sẽ kẹt. Cho nên của cụ là gỡ là phải chút một. Con ví dụ này nhá, để cụ Hòa nhá. Vì cụ biết, bây giờ cụ hiểu là tương lai nếu mà không vãng sinh, không về Tây Phương là đi đâu cụ nhớ chưa? Đi đâu cụ nói con nghe xem nào. Không, bây giờ được cả hành động là về Tây Phương Cực Lạc. Thế mà không đọc câu ấy trở thành thì mình cũng đọc là A Di Đà Phật cho con khi mà lâm chung cho con được tỉnh táo để con đọc lấy 10 câu huy hiệu của nhà người. Đấy, thế thì cũng có là đọc. Rồi, thế con hỏi cụ này nhá. Cụ có hiểu là nếu mà mình chết mà mình không về Tây Phương thì mình đi về cảnh nào cụ có biết không? À, thì là Phật. Lúc mà khi lâm chung mình chết chẳng hạn thế. Vâng. Thì đi về thì Phật A Di Đà để đón thì đi mấy Phật mặc cái áo vàng chứ không đi mấy ai. Đấy, cũng nhờ cô chỉ giờ, nhớ được cái đấy. Nói chuyện là bây giờ
ví dụ như thể là ốm đau mà sắp sửa về Tây Phương mà bố mẹ để đó mà không đi. Không đi. Rồi. Chỉ đi thấy mà bác nào về mặc áo vàng theo thôi. Hơi thuộc bài đấy. Chỗ này con viết ngày xưa. Mặc áo vàng đúng không? Chân đi. Chân đi gì? Cụ nhớ chân đi gì nào? Cái quả này thuộc bài này con nhớ. Chân ngài đi gì? Thầy A-di-đà mà. Vì cụ vẫn chưa hiểu được cái chỗ kia. Vì thế, con nói qua đại chúng thôi, cả chú quý là vì nhá, nếu một người mà họ không hiểu thì những cái tập khí họ sẽ không sửa và sẽ không buông. Đấy, nên là đây là con nói là thuộc đằng nửa sau, nhưng nửa trước là hơi quên. Vì nếu một người đại chúng xem là có những người, ví dụ như cái ca gần nhất là ca cô Nga trên Việt Trì. Vì tại sao nói là cô ấy tha thiết vãng sinh, là hễ nói những cái gì vướng mắc là cô ấy rất sợ là đọa, là vì tin là tương lai đọa lạc. Thì khi người mà tin là đọa thì nếu có sân hận, đại chúng để ý là xem là phần lớn, có nói là phần lớn khi tin sâu là sẽ không dám khởi sân nữa. Mặc dù nó bật lên thôi là tập khí thôi, nhưng cũng không dám để nó cứ thế mãi, là sẽ có cái chiều hướng là đi sửa. Còn đây cụ sẽ đang thuộc phần sau. Thì con đang tìm hiểu vì mấy lần con đến là con phát hiện rồi. Vì cụ này là sẽ, vì con nói trước là đại chúng là con biết cụ là phải 7 năm rồi, 6-7 năm rồi. Vì đợt con đến là ngày xưa con đến con biết rồi, là 6-7 năm rồi. Cụ Hà nhá. Cụ rồi, con nói chỗ này cụ hiểu nhá. Rồi, nói chuyện đi Tây Phương nhá. Thế con hỏi cụ như này nhá. Là cúng niệm Phật, nhưng Đức Phật nói rằng này này, hôm nay nói để cụ hiểu chỗ nhá. Nếu một người mà khi lúc mạng chung là sắp hết cụ nhá, là cụ phải niệm A-di-đà Phật. Gọi A-di-đà Phật là gọi tên của Đức Phật ấy, là A-di-đà Phật. Rồi xin là cho con về Tây Phương Cực Lạc, là ngài sẽ đón về Tây Phương. Chỗ này cụ nhớ rồi đúng không? Nhưng nếu lúc mà đó, lúc ra đi mà cụ lại nhớ nghĩ đến những chuyện bực bội trong lòng, những chuyện mà ai còn gây phiền hà cho cụ, là lúc đó lại không đi Tây Phương được. Cụ Hà hiểu chỗ này chưa đã nào? Là không đi được Tây Phương, là lúc đó sẽ đi theo cái ý niệm, cái suy nghĩ bực bội, sân giận, oán hận đó mà đi về cảnh địa ngục mà rất khổ. Cô ai hiểu không? Cô ai hiểu chỗ này không? Cái chỗ ấy là chưa hiểu. À đấy, lại chưa hiểu đấy. Đúng rồi, chưa hiểu. Lạy Phật, thì lúc đọc thì tôi cũng nói là lạy Phật, bây giờ mà cái mạng chung chưa chết. Vâng. Thế thì là lạy Phật, thì chỉ Phật chẳng mạng chung chưa hết thì cho con ở lại A Di Đà Phật. Bây giờ mạng chung này hết rồi thì Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. Thế là đọc thế. Cái đoạn con nói như lúc nãy cụ hiểu không? Khi mạng chung. Thế con ví dụ này cụ hiểu nhá. Thế lúc mà Đức Phật A Di Đà đến đón cụ đúng không? Mà trong đời có một người làm mà cụ ghét, cụ giận họ. Lúc đó họ đứng trước mặt, họ cãi nhau với cụ. Thế cụ đi theo A Di Đà Phật hay ở lại cãi nhau nào? A Di Đà Phật nhớ cỡ. Đi theo A Di Đà Phật thì cãi nhau thì không đi theo. Rồi, chuẩn bị sắp hiểu rồi đấy. Chuẩn bị sắp hiểu rồi. Thế cũng như vậy, nhưng cụ Hòa nhớ con dặn nhá, là mình về Tây Phương bằng suy nghĩ,
Lúc đó là theo suy nghĩ của mình. Vậy tổ sư nói rằng một lúc gọi là cái khoảnh khắc mà ra đi, mà A-di-đà Phật đến đón, mà mình nghĩ đến Ngài, mình mong Ngài đến đón, thì Ngài sẽ đón về Tây Phương Cực Lạc luôn. Nhưng lúc đó đồng thời mình nghĩ đến người mình ghét, nghĩ đến người mình giận, là lúc đó sẽ theo cái suy nghĩ đó ở lại là chịu khổ đau. Cụ có hiểu không? Hiểu chưa? Là hai suy nghĩ lúc đó, cụ chỉ được chọn một trong hai thôi. Cụ ai hiểu chỗ này không? Này Phật, bây giờ là Phật A Di Đà để đón là đã thế. Bây giờ mà cái mạng chung mà hết đi, thế thì chỉ theo một thôi, chứ không theo theo cái bác kia nữa. Không theo cái lúc bấy giờ mình này, không có nghĩ gì đến nữa. Rồi, không nghĩ, rồi, được rồi. Sắp sửa hiểu, sắp sửa. Con nói đoạn nữa là hiểu. Thế, con hỏi cụ Hòa này nhá. Thế bình thường trong đời có ai làm cho cụ buồn, phiền hay giận hờn không? Trả lời thật lòng nhá. Có không? Có ai làm cho cụ buồn, phiền, cụ phật lòng, cụ giận, cụ không vui không? Lệ Phật, bây giờ đang lễ thì đang lệ Phật, không có cái nghĩ gì đều, chỉ đến gì mà buồn, chỉ có nghĩ A Di Đà Phật. Thế có lúc nào mà cụ đang niệm Phật thì cái chuyện buồn nó nổi lên không? Đang lễ rồi thì chả có gì, chỉ có mỗi là A Di Đà Phật, chỉ nghĩ đến lễ thôi. Thế lúc, nhưng lúc mà mình, đây con đặt giả sử cụ hiểu không? Mà ví dụ cụ đang lễ, con ví dụ này nhá, mà có một đứa trẻ con nó chạy vào, thế nó rú còi lên, nó kêu ầm ĩ lên, lúc đấy cụ còn niệm Phật không hay là buồn? Đứa trẻ con nó chạy vào ấy. Bây giờ đấy trẻ con nó chạy vào, thế thì quát nó một câu không? Chỉ có mỗi là A Di Đà Phật cho nó lấp cái chuyện nó chạy thôi đấy. À, lấp đi, bắt đầu gần hiểu đấy. Đấy cụ nhá, tức là cụ hiểu rằng là khi mình đang niệm Phật là vẫn có những chuyện buồn nó chạy đến vào tâm mình đúng không? Là lòng mình vẫn thấy buồn đúng không? Cụ nhá, cụ hiểu không? Thì lúc mà mình sắp tắt hơi, mạng sắp hết, mà chuyện buồn đó nó nổi lên đúng lúc đó, là lại không đi Tây Phương được nữa, mà tắt hơi rồi, là không còn cơ hội nữa. Cụ Hoài hiểu chỗ này chưa? Cho nên bây giờ là mình phải tập buông xuống, là gác lại hết mọi chuyện buồn đi. Cụ Hoài hiểu không? Là phải gác lại ấy. Cụ hiểu không? Tức là sao? Ví dụ trong đời có ai mà họ, ví dụ họ lỡ lời, họ nói những câu mà thô tục, mà những câu ác ý, hoặc có những hành động mà họ đánh chửi cụ chẳng hạn, thì Phật dạy rằng nếu muốn về Tây Phương là mình tha thứ hết cho họ đi. Cụ Hoài hiểu không? Nếu tha thứ thì tự nhiên mọi chuyện đến mình đâu có buồn. Cụ hiểu không? Mà khi mình không buồn, khi mình không phiền, mà lúc mình niệm Phật, mà A-di-đà Phật đến đón thật sự, là người đó có gây chuyện gì nó không đúng ý mình, chướng tai gai mắt cho mình, lúc đó mình cũng chẳng quan tâm nữa, lúc đó cũng không buồn, không phiền nữa. Vậy lúc đó mới có thể đi Tây Phương được. Cụ Hòa hiểu ra chỗ này chưa? Cụ hiểu không? Cụ cứ nói chuyện trao đổi, có gì con nói chuyện lại với cụ nhá. Cụ hiểu không? Thế là mấy giờ là người ta làm cho mình không niệm Phật được. Đúng rồi, không niệm Phật được. Bắt đầu hiểu rồi. Không niệm cho cụ toát cả mồ hôi. Rồi cụ
cô hiểu rồi, là người ta làm cho mình không niệm Phật được, nhưng mà mình rất muốn đi Tây Phương và ở nơi đấy rất là sướng. Về Tây Phương là một sinh không còn chết nữa này, thích ăn gì uống gì có hết này, thích mặc gì có hết này, mà thích về thăm chú quý cô quyên lúc nào cũng được này, thích về chăm cháu Thành hay cháu Đức của cụ là cũng được này, và cụ thích gặp ai cũng được này. Thế cụ chọn đi Tây Phương hay ở lại cãi nhau nào? À, cụ chọn đi. Bây giờ thì lại Phật chỉ có đi Tây Phương thì còn đã đang đọc những về Tây Phương, để về Tây Phương mà lại còn giết bỏ thì lúc nào đọc được nữa. Thế tức là cụ nhớ nhá, rồi cụ hiểu nhá, tức là lúc mà bây giờ nữa và lúc đi Tây Phương, nhưng sợ rằng, cụ nghe kỹ nhá, là vì hàng ngày nó thành thói quen nên lúc mà mình mạng chung, cụ hiểu là mạng chung đúng không, mà A Di Đà Phật đến đón, mình hay có thói quen là cãi nhau hay phân bua tranh luận, lúc đấy nó nổi lên mất là hết đi Tây Phương luôn. Cho nên từ bây giờ là lúc còn tỉnh táo này, lúc cụ còn khỏe này, là mình bỏ hết chuyện đó đi, là gác lại. Cụ Hoài hiểu không? Cụ nhá. Thế con ví dụ này nhá, bài thử cho cụ thôi. Cụ đang nằm ngủ đúng không? Bình thường cụ đang nằm ngủ, chú quý vào chú nhắc là mẹ ơi, mẹ dạy niệm Phật đi. Nhưng lúc đấy cụ đang rất mệt, cụ không muốn dậy. Vậy lúc đấy cụ có buồn chú quý không? Nhắc dạy niệm Phật đấy, có buồn không? Lúc bấy giờ thì lệ Phật, chúng ta gọi dậy thì cộng bộ mà chưa rõ thì chậm hơn một tí, cụ dậy để niệm Phật. Chứ không có bỏ. Nhưng lúc rất mệt ý, mà cụ không mở được cái miệng niệm Phật, mà lúc đấy chú quý cứ dục niệm Phật ý, cụ có buồn không? Có hôm mà mệt ốm ốm như hôm nọ đúng không? Chúng con đến, cụ rất là mệt đúng không? Chỉ hơi tí gió một chút, mà chú quý chú lại cứ nhắc niệm Phật. Con giả dụ thôi nhá, mà bảo là gì? Sao con chẳng quan tâm mẹ ốm đau khỏe hay không? Tâm lý người già mà, đúng không? Mà cứ niệm Phật cứ bắt hoài, cứ bắt niệm Phật nhiều thế, lúc đấy nổi cáu lên. Cụ có cáu không? Lúc ốm ấy, cụ Hoài hiểu chỗ này không? Con đặt giả sử thôi, chứ không phải là lúc đó xảy ra thật. Là giả sử có ngày như vậy, là cụ có giận hờn chú quý không? Có trách móc không? Là trách là không quan tâm thuốc thang hay là cứ bắt niệm Phật không? Cụ hiểu không? Cụ ai hiểu chỗ này chưa? Không, chú mà gọi dậy để lễ để niệm Phật thì chứ không có đâu. Không có giận. Không giận à? Rồi. Thế ngày mà cụ ra đi nhá, cụ rất yếu mệt, mà có người nhắc là cụ Nguyễn Thị Hòa ơi, cụ sắp về Tây Phương rồi, xin cụ vui vẻ niệm A Di Đà Phật cùng chúng con nhá. Lúc ấy cụ có niệm theo không? Hay bảo tôi mệt quá rồi, tôi niệm làm sao được mà chú cứ bất hoài? Không, lúc bấy giờ thì phải niệm theo, cụ cũng đang giận cháu, là bây giờ mẹ thì bà thì biết. Không nghe rõ mấy. Thế khi lâm chung thì con cháu cũng ghé tận tai bà, cháu bảo bà ơi, bà niệm Phật đi. Thế chứ cũng giận cho cháu thế chứ không phải là... À, cũng giận thế. Thế là không giận dỗi nhá. Thế ngày xưa có ai lợ tiền hay lợ bà cụ mà chưa trả không? Mà buồn không? Không. Thế ngày xưa có ai chửi mắng hay cãi nhau với cụ không? Cãi nhau thì không có ai cãi nhau. Mà tiền nong cũng không có cho ai đâu. Không có gì cả. Uống hết tất cả rồi. Vì con đi có một huynh à,
Huynh bảo là hai vợ chồng chẳng bao giờ cãi nhau. Thế con bảo ô gia đình hay nhở. Vì con biết thừa mặt trông rất khó tính. Sao câu sao bảo chứ. Cái anh này anh bảo này, vì vợ chẳng bao giờ cãi được nên vợ lúc cãi nhau là vợ im. Thế một mình con nói thôi chứ vợ con chẳng nói, vợ con đi chỗ khác. Thế là vẫn gọi là cãi một mình vẫn là cãi nhau đấy cụ ạ. Cụ hiểu không? Ví dụ người ta chửi mình một câu mà mình về mình cứ bực mình tức là mình cãi nhau một mình đấy. Mình giận một mình đấy. Là mình khổ một mình đấy. Cụ đúng không? Thế nhớ con dặn nhá. Cụ Hòa nhớ con dặn này nhá. Là nếu muốn đi về Tây Phương là đi làm Phật đấy cụ Hòa nhá. Vậy trước khi mình đi làm Phật thì ở nhân gian này là những người mà làm những gì không phải với cụ, họ có không đúng với cụ, họ có mắng cụ, họ nói lặng lời với cụ, tất cả những gì không đúng đó. Vậy mình sắp đi làm Phật mà họ lại ở kiếp trần gian là người thường. Vậy cái người sắp đi làm Phật là phải lên biết tha thứ hết cho họ, bỏ qua hết cho họ. Sau này họ có làm gì không phải với mình cũng tha thứ được cho họ hết. Và hứa là sau khi mình làm Phật mà còn quay lại giúp đỡ những người đấy chứ. Cụ có quay lại giúp không? Những người mà bây giờ thầy dạy chữ là nhớ rồi. Nhớ rồi. Lúc bấy giờ là lân chung thì giận nhau mà người ta chẳng hạn cãi nhau thì bỏ qua đi hết không có nhớ nữa. Rồi bỏ qua hết. Cụ nhớ chưa? Nhớ đấy. Nhưng bây giờ là phải mình bỏ trước đi. Thì bỏ trước mà không có nhớ nữa, không có nghĩ đến người ta nữa. Thế con hỏi cụ này nhá, là nếu mà cháu của cụ là hai cháu của cụ là em Thành và em Đức ấy mà chưa lấy vợ mà lúc cụ ra đi ấy, cụ có buồn không? Không ạ. Sao không lo cho các cháu à? Thế chưa lấy vợ thì tính sao? Chưa lấy vợ thì mặc các cháu luôn. À mặc các cháu à? Thì đã lấy gì? Thôi kệ nhá. Không buồn nhá. Cụ không buồn nhá. Vợ chồng nó thuận thì nó lấy gì? À đúng rồi. Không được. Nha chú quý nghe nhá. Cụ hiểu đấy. Vợ chồng là có duyên phận thì không ép được đâu. Cụ nhá. Vì cụ nhớ rằng là gì? Ở đời các cụ hay nói rằng đúng không? Là vô cái lồi nào thì úp cái vung đó đúng không? Cái lồi nào mà méo thì úp vung là cũng méo sạch luôn đúng không? Thì Đức Phật nói đúng như vậy. Người mà khéo tu hành, người mà phước nhiều, ắt sau này sẽ lấy được người vợ có phước tương ưng. Chắc chắn luôn như vậy. Cụ hiểu không? Nhưng người mà kém tu, người mà phước kém thì sau này lấy vào người vợ, người chồng cũng y xì như vậy là phước rất kém. Cụ hiểu không? Cho nên nếu lo cho các cháu là cụ cứ về Tây Phương trước ấy, là cụ sẽ để lại một vô số phước đấy. Là các cháu của cụ ấy, là em Thành, em Đức ấy, là sẽ tha hồ mà hưởng cái phước đó. Tương lai ấy là lại lấy được người vợ rất tốt đẹp. Vậy đấy là lo bằng cách là lo cho cụ trước, là tự nhiên là mình lo được cho người khác. Cụ hiểu không? Cho nên không việc gì phải giận phải hờn, cũng không cần phải lo lắng bận tâm. Vì nếu lúc đó mà bận tâm, mà lo lắng, mà quên mất niệm Phật, sẽ không về được Tây Phương Cực Lạc nữa rồi. Vậy lúc đó là nhỡ mất chuyến đi rồi, là bao nhiêu ngày tháng niệm Phật là uổng công vô ích. Cụ hài hiểu không? Cụ nhá. Nên cụ nhớ con dạng này này, là cơ hội này Đức Phật nói rõ rằng là vì đời quá khứ cụ Hòa có rất rất nhiều cái thân người và đã dùng cái thân người đó tu hành rất rất khổ, cho nên nó tích lũy lại lên cái đời này mới có cái nhân duyên
gặp được câu A-di-đà Phật, biết đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, và đời này mới phát tâm niệm Phật cầu về Tây Phương. Nên đừng bỏ qua cơ hội này cụ Hòa nhá. Đừng vì chuyện gì cụ nhá. Sau này nếu ai làm gì không đúng ý mình cũng đừng buồn cụ nhá. Thế con hỏi cụ này nhá, nó là để trước cụ hiểu thôi, là cụ đã từng chứng kiến ai cũng sẽ phải nằm xuống trên giường bệnh đúng không? Trước khi ra đi đều yếu mệt này, đều phải có con cái chăm sóc này. Mà nếu không may lúc đấy chú Quý đi ra ngoài, cô Quyên đi ra ngoài mất, mà quên chưa ở nhà chăm sóc cụ, Lúc đấy cụ có buồn tủi không? Lạy Phật, bây giờ lại các chú nó đi vắng rồi. Thế thì lạy Phật thì mặc các chú cháu. Thế bây giờ nó đi vắng mà mình buồn hay là mình nhớ chẳng nữa, không ăn thua. Nhưng lúc cụ ốm ấy, cụ ốm mà lúc ốm rất là mệt rồi, mà lại không có người chăm, mà mình lại đẻ ra được con, mà nó lại không chăm mình như vậy có buồn không? Chăm những lúc ốm đau ấy. Lúc ốm đau thì có các cháu nó ở nhà rồi, không có giận không vậy. Bây giờ chỉ có niệm Phật à. Có phải bắt buộc các con phải ở nhà không? Chỉ có niệm Phật A Di Đà để cho A Di Đà đón về Tây Phương. Thôi nhớ con dặn là không buồn cụ nhá. Thế con hỏi cụ này nhá. Nếu mà trong lúc những ngày cuối đời, vì cái này liên quan đến chuyện cụ vãng sinh, là nếu mà những ngày cuối đời mà con cái chưa kịp chăm sóc cụ, cụ biết là phải rửa ráy này, phải cho ăn uống này, cho đại tiện, tiểu tiện này, lúc đấy không đi lại được nữa cụ đúng không? Mà lúc đấy con cái chưa kịp mà vệ sinh cho cụ này, rồi ăn uống đúng giờ cho cụ này, chưa đúng giờ ấy, cụ có buồn không? Cụ có phiền không? Cô ai hiểu không? Cụ nhá, cụ hỏi con xem thật lòng nào, để lúc ấy có gì con bảo chú Quý vào chăm cụ hết lòng. À, có buồn không? Nếu mà chăm không kịp ý, không buồn hả? Cũng mặc à? Lúc đấy mới lỡ may nhá, con nói lúc ốm nhá, mà cụ đi ra một bãi ủnh ở giường ấy, mà rất ngừa ngày khó chịu ấy, mà con cái chưa kịp dọn vậy, cụ có buồn không? Bây giờ mà lúc bây giờ ốm đau mà chẳng hạn các cháu này vặn cũng không buồn mặc được cả. Không buồn nhá. Thế lúc đấy cụ làm gì nào? Cụ làm gì lúc đấy? Có than thở không? Bây giờ cũng nghĩ là cái số của mình là phải thế thì à. Cũng không buồn, cũng không trách cũng đâu. Thế lúc đấy mà chú Quý vào xin lỗi là chưa kịp chăm mẹ vậy, có tha thứ không? Chưa kịp cho học. Thì bây giờ chờ đến khi mà các cháu nó là ấy cho thì ăn, không có thôi. Thôi. Nhưng ý con là nếu mà tâm mình buồn thì lúc đó là nó trở ngại, chướng ngại chuyện đi Tây Phương. Cụ ai hiểu không? Cụ nhá. Thì đây là con đang hỏi cụ thôi, là vì tương lai cái ngày cụ ra đi là những chuyện con nói ấy, là chắc chắn nó sẽ xảy ra, cụ hiểu không? Là cụ phải nằm giường này, là đại tiểu tiện là không tự chủ này, và có thể con cái chăm chưa kịp này. Mà nếu lúc đó cụ buồn, cụ phiền mà quên mất niệm Phật, xong lúc đó A-di-đà Phật đến đón, là cụ sẽ không đi theo ngài về Tây Phương nữa. Cụ hiểu không? Là mất cơ hội đấy. Cụ hiểu chưa? Cho nên từ bây giờ đấy, con đang trao đổi với cụ nhá, là những cái chuyện đó mình chuẩn bị trước đi, là mình bỏ qua một bên luôn, là cho ăn đúng giờ cũng được, mình vẫn niệm A-di-đà Phật, mà cho ăn không đúng giờ
mình cũng A Di Đà Phật, chờ ngài đến đón về Tây Phương thôi. Cụ hiểu không? Rồi là con cái có kịp chăm sóc, có vệ sinh kịp đúng giờ, cũng A Di Đà Phật. Nếu mà chưa đúng giờ thì mình cũng A Di Đà Phật. Tại sao lại A Di Đà Phật? Là mình niệm Phật, mình gọi A Di Đà Phật, là thời thời khắc khắc lúc đó là mong ngài đón về Tây Phương Cực Lạc, là cái thân này cũng bỏ xoẹt ở đây luôn. Cụ hiểu không? Thế thì còn quan tâm nó làm gì? Cái thân này buộc phải bỏ lại mà. Cho nên lúc đó cũng chẳng cần phiền hà đến cái thân nữa. Ai chăm cũng niệm Phật, mà ai không chăm sóc cũng niệm Phật. Lúc đó mới là đúng nhất, là sáng suốt nhất. Vì mình lúc đó là gì? Chuẩn bị là đi về Tây Phương Cực Lạc, là hưởng phước rồi, là vui vẻ hạnh phúc rồi. Cho nên mọi chuyện ở đây là bỏ qua hết, nên không cần nhớ nghĩ nữa, ngay cả lúc đó. Cụ ai hiểu không? Đấy nhá, nhớ con dặn trước đấy nhá. Cho nên mình tập luôn từ bây giờ nhá. Cụ hiểu chưa? Nên là mình bỏ qua đi, là mình gác lại đi, là mình sẽ về Tây Phương được ngay trong lúc đó. Còn nếu không, cứ hàng ngày mình suy nghĩ, mình nhớ đến cái gì là ngày ra đi nó sẽ nổi lên đấy, là khó lòng mà đi Tây Phương, là bị trở ngại đấy. Cụ hiểu không? Là người ta cứ biến hiện ra, là lúc đó quên mất là mình sẽ trở ngại đi Tây Phương. Cho nên lúc đó là mình không đi được. Cho nên bây giờ sửa ngay từ bây giờ. Cụ hiểu không? Nên là mình buông xuống cụ nhá. Cụ hiểu chưa? Thế con hỏi cụ này nhá, cụ hiểu chỗ này chưa? Cụ hiểu thật không hay là chỗ nào không hiểu? Rõ là bây giờ là sắp được về Tây Phương thì chả hạn các con hay cháu nó đi vắng chẳng hạn, ăn uống thì đã lại không vật chất, mặt cũng nở. Thế rồi cụ hiểu đúng rồi. Cứ cho chẳng hạn, cho đến khi cháu nó về, hay là cho ăn, hay là gặp thì Phật A Di Đà đi rồi, đi mất rồi, thì đâu mà mình đi được nữa. Rồi chỗ này cụ rất hiểu. Rồi vô tay đàn hán cụ nhá. Thế con hỏi cụ này nhá, câu hỏi khó. Thế, hai hôm trước có bão đấy cụ, đúng không? Cụ biết có bão không? Thế lúc có bão cụ có biết là nhà mình đổ bao nhiêu cây bưởi không? Có bị đổ cây nào không? Không. Có bị? Không có nhớ nữa. Không. Thế cụ có biết bị rụng mất bao nhiêu quả bưởi không? Không, không có nhớ bưởi. Mà không có nhớ cái gì ở nhà. Bây giờ đến cái nhà này cũng không nhớ. Không nhớ nữa rồi cái gì? Rồi tốt vô thầy tàn tán cụ nhé. Câu hỏi khó. Bây giờ đã đến lúc lâm chung để sắp trở về đất Phật thì buông hết không? Buông luôn cụ nhá. Chứ không ra làm con ma giữ gốc cây bưởi là chết đấy. Hoặc là làm con sâu là chết đấy. Đúng lần trước con dặn cụ nhớ không? Nhớ rồi. À nhớ rồi, tốt. Không nhỡ may mình làm con sâu hoặc làm con ma đi giữ gốc bưởi ấy, là gốc cây ấy là chết đấy. Cụ hiểu không? Chứ đoạn này cụ nhớ được là tốt. Cụ nhá. Thì được rồi, cụ là có những cái này là nó chưa được nhanh nhẹn là vì tuổi cụ già. Vì học Phật đại chúng nhớ muộn là nó như thế đấy. Không nhanh nhẹn này. Thì cụ nhớ dặn đấy nhá, là ngày ra đi là muốn về Tây Phương Cực Lạc là mình phải dứt khoát luôn. Cụ nhớ con dặn này. Hàng ngày cụ thấy sắp mùa đông rồi, chân đi lên nền đất thì lạnh đúng không? Đi đến mấy cái tấc không lại được. Mà trong khi đó Phật A Di Đà ngài biết như vậy, ngài mới bảo là, ngài nói là cụ Nguyễn Thị Hòa là cứ về Tây Phương Cực Lạc, cứ tha thiết cầu như vậy, là ngài cụ bỏ thân mạng, là A Di Đà Phật ngài sẽ đến đón, là về Tây Phương hưởng phước.
là vàng sẽ rát làm đường đi. Mặt đất bằng ngọc ở đấy gọi là gì? Đức Phật nói là bằng, gọi trong kinh gọi là lưu ly ấy. Cụ nhá. Phật nói chính là cái ngọc mà ở thế gian gọi là ngọc phỉ thúy, gọi là cái ngọc xanh biếc ấy, là ở thế gian rất quý báu. Mà Đức Phật dùng cái thứ đó để làm mặt đất. Sau khi đó là Ngài lấy cả vàng để rát lên nữa, rát làm đường đi. Cụ thấy kinh khủng không? Cho nên không về đấy hưởng phước, mà ở đây nhớ nghĩ mấy cục gạch lạnh toát này làm gì. Cụ hiểu không? Gỗ thì vài chục năm nữa là nó mọt, bão một cái đến là nó đổ còn sập vào người là còn mất mạng. Cụ đúng không? Cây cối thì chẳng dùng được bao nhiêu, chẳng ăn uống được. Cho nên mọi thứ ở thế gian Đức Phật nói là vô thường, là giả tạm. Cho nên đã là giả tạm là chỉ dùng tạm mà thôi. Cụ hiểu không? Dùng xong rồi đến ngày mình đi là cái gì cũng phải buông hết luôn. Buông ngay từ bây giờ, bỏ ngay từ bây giờ, gác lại ngay từ bây giờ là ngày ra đi mình mới có cơ hội về Tây Phương Cực Lạc, cụ nhá. Chứ không này, nhiều người không hiểu, đã gọi là giả tạm, không phải là không thật, mà không dùng được lâu bền. Cho nên là dùng đến đấy là mình dừng ở đấy, sau đó là mình về Tây Phương là xuống rồi, cụ nhá. Nhớ dạng đấy, hiểu rồi thì cố gắng niệm Phật mà đi Tây Phương, cụ nhá. Cụ nhá, mời cụ niệm Phật, cụ phát nguyện vãng sinh nào. Cụ niệm Phật 3 câu, cụ phát nguyện vãng sinh nào. Và cụ niệm Phật nào, cụ chắp tay niệm Phật nhá. Cụ niệm đi, cụ tự niệm, cụ xin Phật nhá. Xin Đức Phật A Di Đà cho con về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Xin Đức Phật A Di Đà cho con về Tây Phương Cực Lạc. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ cụ đi không? Dạ. Ngay bây giờ cụ có dám đi không? Dạ. Lại Phật và đón. Phật và đón lúc nào thì đi lúc bấy giờ. Nhưng bây giờ luôn ý. Chứ bây giờ Phật chưa đón thì bà thế nào được? Không, con nói nếu bây giờ mà A Di Đà Phật đến đón ý. Phật mà bà đón ngay thì đi, đi ngay mà. Đi luôn nhá. Ừ, cụ có, cụ có tiếc nuối gì nữa không? Thế không đi gì à? Phật đi cả gì mình đợi. Mình có ai mà đón. Thế cụ còn dặn dò con cháu gì nữa không? Hay bây giờ dặn đi rồi đi. Còn dặn gì không? Phật đón lúc nào thì đi lúc bấy giờ. Đi luôn nhá. Đi luôn. Có cần phải dặn con cháu cái gì không? Không. Không dặn nhá. Đi ngay nhá. Rồi, A Di Đà Phật đại chúng con thành. Vui nhá. Nhớ con dặn nói về Tây Phương vui lắm. Hàng ngày cụ cứ chăm chỉ niệm Phật nhá. Nhớ con dặn là hôm nay con nói rồi nhá, là có 25 vị Bồ Tát âm thầm bảo vệ, là mắt thường cụ không thấy đâu cụ nhá, nhưng mà thấy rất là vui vẻ, thấy an vui. Và cụ nhớ rằng là ngày mà cụ về Tây Phương là những vị đó họ sẽ cùng A Di Đà Phật là đến đón cụ, là lúc đó cụ sẽ thấy được hết cụ nhá. Nhưng nhớ là phải đúng A Di Đà Phật đến đón hãng theo. Còn mấy vị đó mà đến trước thì không được theo cụ nhá. Bao giờ A Di Đà Phật đến đón, còn những người đó họ đi cùng thì mình cứ theo A Di Đà Phật cụ nhá. Cụ hiểu con dặn chưa? Rồi nhớ dặn đấy nhá. Thế đấy, nó qua đấy đại chúng này. Rồi cái người già thì hộ niệm nó vất vả vậy, nhưng mà sau này cả chú quý nữa là cố gắng thì cái mà vì cụ là cụ nhớ nhất là bảo rồi, cụ nhớ nhất là cái phần sau. Mà thường phần này con thấy là ban hộ niệm nào cũng làm rất là tốt. Nhưng mà chỗ là con dặn qua đây thì để cả đại chúng mà đi hộ niệm với cả đây đại chúng tu mà, vì chỉ hiểu được phần sau, nhớ được phần sau nhưng lại quên mất cái phần trước. Phần trước là gì? Đây là đây là đại chúng nhớ nhá, là cụ là nhớ biết là chuyện đi Tây Phương đâu, nhưng cái chuyện đọa lạc là cụ chưa hiểu.
cái chuyện mà tại sao nói chuyện đọa lạc chưa hiểu. Đại chúng nhớ rằng là đây, đại chúng hiểu rằng là tất cả tổ sư đều nói, và tổ thứ 12 ngài Triệt Ngộ cũng nói cái câu mà tại sao chư tổ nói đều như nhau là gì, là phải là thật vì sinh tử. Bao giờ tổ đều nói câu phải là thật vì sinh tử. Đây là ngài Triệt Ngộ nói rõ, và tất cả chư tổ đều nói giống nhau là phát bồ đề tâm, dùng tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật, chứ không nói là không vì sinh tử, không có chuyện như vậy. Là tức là người tin sâu về sự đọa lạc. Nhưng ở đây đại chúng nhớ rằng là không phải họ hiểu ngay trong lúc này, mà có những người thiện căn trong đời quá khứ. Ví dụ như ông Trương Thiện Hòa, đại chúng thấy là ông nghĩ là lâm chung là 10 niệm. Chính là lúc giai đoạn đấy ông sợ đọa lạc, chính là thấy tướng là gì, cảnh đấy là tướng đường ác, là ba đường ác hiện ra. Thấy người đầu bò đến, đấy là ông ấy sợ quá. Nhưng đấy là tâm vì sinh tử mà niệm Phật. Đại chúng nhớ đó, chứ không có chuyện ngẫu nhiên đâu. Cho nên đều là tâm phải vì sinh tử. Mà khi họ dùng thì đấy là tín nguyện họ sẽ là sâu. Họ trì danh hiệu Phật sẽ là thật. Còn ví dụ không thì chỉ biết phần trước là A-di Đà Phật đến đón ấy. Mà những người về sau gì, thứ nhất là không tin có đọa lạc, là họ sẽ không sợ mà niệm Phật, và họ cũng không ưa thích mà cầu sinh cực lạc. Thứ hai nữa là gì, là không biết những gì mà nó gây ra. Ví dụ họ không biết là khi ra đi tâm sân hận nhá, cụ là bắt đầu cụ hiểu dần đó, là khi ra đi mà tâm sân hận nổi lên, nó sẽ chướng ngại sự vãng sinh. Nhưng không hiểu rằng là gì, nó kết tập từ lúc ta còn sống bây giờ này, nó hình thành. Và xin thưa rằng là gì, là lúc ra đi là khó bỏ lắm. Thực tế đó là gì, là lúc ngày mình ra đi rất dễ nổi lên cái suy nghĩ đó. Và khi đó là gì, rất dễ mất phần vãng sinh ngay một điểm chí mạng. Đấy, là vì gì, lúc này chưa hiểu, cụ chỉ biết là ở lúc đó là bỏ, nhưng không hiểu ở chỗ là bỏ từ bây giờ. Nên là thôi, là đại chúng thông cảm, là gỡ cụ là, và chú quý cũng đừng sốt ruột. Nghĩa là vâng. Rồi con biết là ngày trước con biết là chỉ đúng cái bài sau, còn quên bài trước là gì. Đấy thôi, con hiểu như ý đang nói chú quý và đại chúng kiên trì là con đến nói chuyện với cụ, có thể là buổi nào cũng giống buổi nào nhá. Nên để đại chúng hiểu rằng là vì người già là rất dễ hay quên, cho nên bắt buộc con phải lặp đi lặp lại, cứ chắc thì thôi. Và chắc cái điểm đó thì con mới sang điểm khác. Chứ một điểm chưa được mà để đại chúng đừng sốt ruột, là có những người con nói rằng là gì, để đại chúng biết là đi hộ niệm là không phải là gì, là ngán nhất là người già. Người già là rất là ngán. Thứ hai là cái dạng là người trẻ rất là ngán. Ngán đây là gì? Là nói nhiều, ăn nhiều quá nó ngấy, gọi là ngán. Là phải nói đi nói lại, nói đi nói lại. Có trường hợp là con xin thưa là quá khứ con đã hộ niệm, đây đại chúng biết, nếu ai nhớ ca ông Thuyết ở Hà Đông ấy, con một ngày con nói không dưới 10 lần một vấn đề. Con vừa đi ra con quay lại, ông ấy lại hỏi chỗ đấy, con lại nói lại chỗ đấy. Và con hễ con đi ra, con biết thế rồi, con không dám gặp mặt con, nhưng vào lúc nào là gọi, là hỏi. Tỉnh lúc nào là hỏi câu đấy. Một ngày không dưới 10 lần là con trả lời. Nhưng con đã nói rằng, con bảo thôi, vì con chót con hứa với ông rồi thì thôi ông cứ yên tâm, ông vướng chỗ này con sẽ nhắc ông chỗ này. Một ngày không dưới 10 lần con ở đấy, con cứ nhắc đi nhắc lại. Con bảo nếu ông đã quyết lòng vãng sinh thì con hứa là con sẽ nhắc ông. Thì trên dưới 10 lần con cứ nhắc như vậy một ngày, và con trực ở đấy mấy lần liền, con nhắc đi nhắc lại. Chỉ đúng một vấn đề thôi nhá,
đại chúng nhá, một câu hỏi, một vấn đề là ông ấy hỏi, là con nhắc, chứ không phải là nhiều vấn đề đâu. Mà con bảo thôi, đã hứa với ông rồi, con hứa là con làm. Con bảo cái gì thì con không nói, con không làm được, nhưng riêng cái này con nói con làm. Nên con bảo thôi, chấp nhận đại chúng là kiên trì thôi. Con nói con chán đến mấy thôi đại chúng hoan hỉ, là vì chấp nhận thôi. Nên là cụ là đây đại chúng nhớ, con sẽ nhắc đi nhắc lại đúng một cái vấn đề đấy. Và lần trước con cũng nhắc, nhưng mà là cái buông về công việc nhà cửa. Hôm nay con chỉ hỏi một chút thôi, để xem cái mà cụ huân tập nó bao nhiêu thôi. Là cụ có hiểu dần dần là cụ sẽ biết là nó vướng. Thì lần sau tới các lần tiếp là con sẽ chỉ đi sâu vào là trong cuộc sống nó vướng, nó sẽ ảnh hưởng đến cái ngày cụ ra đi. Là cụ chưa hiểu chỗ đó. Và cái khó của cụ là ở đây đại chúng hiểu thôi, là để con phân tích chút thôi, là cụ là thí dụ cũng không hiểu, và nói trực diện mãi thì cũng chưa hiểu được ngay. Cho nên của cụ là phải, nó có thời gian rất nhiều, phải từng chút một. Đấy, nên đại chúng hiểu là cái phần cụ phần sau có nói là gì, là phát nguyện vãng sinh là hướng đi là biết. Nhưng đây đại chúng biết, quên mất phần trước, là thiếu phần trước là gì, là phần buông xả. Đại chúng nhớ nhá, đây gọi là buông xả. Vì ngày xưa đây là con tiếp xúc chú quý ngày xưa con gặp rồi, con biết hồn hiệm, con biết nằm đây để chú quý đại chúng hiểu là rất nhiều người thắc mắc là tại sao hồn hiệm ngày xưa nó dễ thế. Nói một cách khác là gì, ngày xưa là không cần phải gỡ vất vả, nên người bệnh nó cũng không chấp chặt nhiều, nên cũng không cần cái phần buông xả phải gỡ nhiều, ít lắm, rất rất ít. Nhưng ở bến bây giờ, tất cả những người dẫn chúng hoặc hộ niệm từ ngày trước đều nói một câu là sao gỡ bây giờ vất vả thế, sao hộ niệm bây giờ vất vả thế. Con bảo cái này thì đúng rồi, cái này chuyện bình thường mà. Cho nên bây giờ là thường là nếu không gỡ, không buông xuống là ngày ra đi sẽ kẹt. Con nói tại sao là con biết rồi, là vì càng về sau càng chấp nặng chứ vì sao. Thế con hỏi đại chúng nhá, tại sao càng về sau càng phải gỡ nhiều? Nghiệp chướng nó tăng lên, cái chấp trước của mình nó tăng lên, là vì mình thế nên phải gỡ rất nhiều. Buông xả rất khó, buông xả rất nhiều cái vướng. Hỏi mỗi đơn giản đại chúng nào này dễ hiểu này, con hỏi đại chúng một câu nhé, do ai ạ? Đại chúng hỏi do ai ạ? Do mình đúng không ạ? Thì đây hôm nay đại chúng biết chỗ này tự thấy nhá, do mình mà gây ra thì cũng do mình mà sửa nó đi. Nên đừng, con nói là gì, đừng tu, đừng chấp nhiều nữa. Nói thật, bớt chấp đi, sửa đi. Nếu con nói thôi, còn con sửa được hay không, con vẫn nhắc lại đại chúng đừng có chấp trước với con làm gì. Còn so bì với con là đại chúng lại kẹt rồi đấy. Nói một cách khác là lại dở rồi, lại hỏng rồi. Ai mà chấp trước với người nói không sửa được là người đấy là thất bại rồi. Con không làm được thì đại chúng đừng có phân bua với con làm gì, đúng không ạ? Nhưng hôm nay nói cho đại chúng biết rằng là gì, nghĩa là đừng có để tâm vào người khác có làm được hay không. Họ nói ra họ có thể chưa làm được hoặc có thể không làm được, nhưng hôm nay mình sửa trước đi. Tại sao con nói câu này đại chúng biết không? Là vì người hành hộ niệm càng lâu lắm sẽ hay so bì rất lớn. Người càng dẫn chúng nhiều, người càng không hiểu chuyện lại càng chấp lớn. Tại chúng về để ý mà xem, cứ hay so bì. Ví dụ thấy cư sĩ Phúc Trí bờ, thấy giỏi thôi, không so bì được, so xuống một bậc đi, con là hàng hậu bối, lại bắt đầu so bì với con. Xong đến lúc mà con lại ví dụ con lại không so bì với con được nữa thì sao? Lại so bì với người mới dẫn chúng, mới tu hành, và bắt đầu lại so kè ấy, có làm được đâu, suốt ngày cứ nói mình, nhắc mình. Thế cuối cùng chết chưa? Đúng, có phải chấp trước ta đi lên chưa? Thế con thử hỏi đại chúng bao nhiêu năm đi hộ niệm? Dẫn chúng có nhá, đây con nói thẳng mặt là dẫn chúng có, khai thị có,
trực ca có, vân vân và vân vân có. Nhưng tự về hỏi tâm mình xem còn suy nghĩ đó hay không nhá. Con nói ở đây gọi là gì? Vô vấn. Gọi là vô vấn là tự hỏi mình, không hỏi với mình, tự hỏi mình. Đây gọi là gì? Tự vấn mình thôi. Kia Phật là phải vô vấn tự thuyết, đấy là đấy bộ kinh đó. Nhưng mình bây giờ không ai hỏi mình thì mình gọi là tự vấn lương tâm, xem quá trình mình tu hành bao nhiêu. Không đến lúc đại chúng nhìn đúng không ạ? Đây tuổi già nhá, đại chúng nhớ rằng là tu muộn là chấp trước rất khó gỡ. Nhưng đây con xin thưa đại chúng nhớ rằng là vì tu muộn, nhưng nhớ rằng nếu càng tu sớm mà càng chấp trước mà về già này, con xin thưa còn khó gỡ hơn này gấp bội phần. Đại chúng nhớ đó là so với người mà không tu, là người tu chấp lớn ấy, tu càng lâu năm gỡ càng khó. Đây nói trước đại chúng, không tu ấy, chưa hiểu thôi, gỡ con xin thưa là vất vả. Nhưng so với người kia con nói là dễ hơn nhiều. Còn đây nói thẳng luôn đại chúng mà, để thế nào mà ngày ra đi gỡ mệt nhá. Đây con dặn trước, đây con nói trước là càng gỡ càng khó tính, càng cái gì cũng không ưa, không thể bao dung được người khác. Con nói thẳng là không bao dung được ở chỗ nào? Tu không chịu được người khác, dân chúng không chịu được những người dân chúng kém, trực ca không chịu được những người trực ca kém, rồi lấu cơm không chịu được những người lấu cơm kém, rồi công việc giải quyết những người trong công việc đạo tràng có ban hậu cần mà, ban đằng sau, đứng đằng sau mà, âm thầm lắm, không ai biết tên đâu, nhưng con thì biết. Con là con hay soi, con biết là đứng đằng sau, không được lên gọi là xuất hiện trước công chúng đại chúng thôi, nhưng cũng chấp trước khó tính như vậy. Là đến ngày ra đi, con xin thưa ban hộ niệm sẽ rất vất vả, đồng tu sẽ rất khó gỡ, là kẹt rất nhiều. Nói thẳng một câu nữa là gì? Là con xin thưa đây, cụ thì con nói thẳng là so với hộ niệm, con nói thẳng con vẫn còn tia hy vọng con gỡ. Vì ca khó chưa bao giờ con bỏ cuộc. Con nói thẳng đại chúng, khó chưa bao giờ con bỏ cuộc. Chỉ có người bệnh bỏ cuộc con chịu thôi, chứ còn riêng hộ niệm thì con chưa bao giờ con bỏ cuộc. Từ ngày con hộ niệm, ca nào con làm đến cùng. Nếu không chịu nữa thì còn chịu. Nếu người bệnh không chịu niệm Phật, không chịu buông xuống, đến lúc đấy là con chịu đấy, gọi là đình chỉ. Còn nếu mà nếu đại chúng mà không chịu nữa thì cuối cùng là gì? Là người dẫn chúng phải buông tay, ban hộ niệm phải buông tay thôi. Không buông phải buông mà. Đến lúc đấy là kẹt đấy, là khó đấy. Nếu nói trước đại chúng là cụ là còn có hy vọng, hy vọng còn sáng luôn. Còn đại chúng mà ở đây là nhiều năm con tu hành, đây con nói thẳng đại chúng hoặc ai nghe lại video con kệ, con không muốn nói thẳng mặt tên nữa, là vì cứ rất khó, khó xử. Đây đại chúng về tự mà hỏi thôi, đúng không? Tự mà kiểm tra lại mình thôi. Xong đến lúc đấy con xin thưa đúng như đại chúng nhìn nhá, là khổ là chắc chắn làm ra mình chịu. Đại chúng để ý hai hôm trước là ai? Hai hôm trước mà thiên tai đến là mình làm ra đấy ạ. Đại chúng nhớ đó, không phải do ai đâu. Vì tổ có nói rõ si mê là chiêu cảm nghiệp gió bão. Biết sao si mê không ạ? Thiện ác không còn nói nữa, nghĩa là không còn để tâm phân biệt nữa, đúng sai không quản nữa, tức là cái gì cũng kệ, đúng bỏ qua, sai cố là thiện ác tránh tà, phải trái đúng sai, không còn biện biệt nữa. Đây là si đến cùng cực. Thiên tai này con xin thưa là cứ yên tâm, một đây nữa còn nữa cơ. Đại chúng không phải, nếu nói rõ là thế đúng như mình nữa, cảnh khổ đúng ngày ra đi mình tạo ra không? Sân hận và giọng mọi thứ đều mình tạo ra không? Cái khổ đúng mình tạo ra không? Ngày lâm chung làm liệt giường liệt chiếu đau khổ mình tạo ra không? Thế bây giờ con nói rằng là ban hộ niệm nhắc đến mức vậy hoặc không nghe thì đại chúng biết tính sao không? Hoặc ai nghe, rất nhiều người hôm nay nghe con nói rất khó chịu ấy, thì cũng bỏ qua cái khó chịu về mà sửa. Hoặc ai nghe lại mà thấy rất khó chịu thì thôi, cái tính con vậy, cái miệng con vậy, cái miệng con nó khó nghe lắm. Nên là thôi tốt nhất về mà sửa thì nó sướng cái thân mọi người đúng không ạ? Nó khó chịu cái tai, nhưng sửa nó sướng được cái thân đúng chưa ạ? Nhưng hôm nay sướng cái tai, về đừng sửa nữa. Tương lai thân nó khổ, rồi tương lai đọa lạc nữa là gì ạ?
khổ đến cùng cực thế. Thôi con lúc đấy là con chịu thua. Con mong cho đại chúng biết này, sau này cái của mình khó ở đâu. Là con mong là đại chúng là đừng đây là cụ là tu muộn. Nhưng đấy là khác. Nhưng đây đại chúng là có là tu là còn có người tu sớm, được hộ niệm sớm, nhắc sớm. Còn vì các cụ mà nhiều tuổi con không tính nhá, cụ báo con bỏ qua nhá. Nhưng mà được nghe là bây giờ là cụ là hạnh phúc rồi, là mình vẫn hiểu biết mà. Nhưng đấy là con nói các cụ mà về sau thì lỗ lực mà tu. Nếu ai cảm thấy mình tu rất muộn thì lỗ lực mà tu. Tu ở đây con nói luôn lại một câu là gì? Bảo sao cố gắng mà sửa, tức đến mấy, hôm nay phải nói là gì? Tức đến mấy cũng về mà sửa, khó chịu đến mấy cũng về mà sửa, rất là chướng tai cũng về mà sửa. Phải nói thẳng câu đấy. Vì ngày xưa nói khéo nhiều quá là chưa thấy cái đoạn chướng tai. Nhưng mà nói đến đoạn này là thấy khó chịu rồi đấy. Nó bắt đầu hơi đến đoạn của mình. Thế vậy đại chúng thì vậy con góp ý vậy thôi, thì cố gắng về sửa chứ không sao vất vả. Con xin thưa là chắc gì con hộ niệm cho đại chúng nên con cứ nói vậy thôi. Nên con có gì chắc gì con đã phải khổ, chắc gì con vất vả, người khác thì sao? Nên con lo trong gọi là gì, ban hộ niệm đến cái người trực tiếp đến nhắc nhở đại chúng, hoặc như con là người bệnh con nằm xuống, con thương những người đến nhắc con. Nên mà thôi, ai bảo con khó tính chỗ nào con sửa luôn từ chỗ đấy, dễ tính trước đi, mình bớt chấp đi, là mình nghe lời đi, là ngày ra đi mình đỡ. Đấy, như cụ được cái mỗi là gì, cứ nhắc được cái câu là cụ rất nhớ. Đại chúng biết câu là nhắc niệm Phật, nào lúc đấy nhớ niệm Phật. Nhưng mà vì sợ đấy, đại chúng nhớ là con sợ là tập khí hàng ngày nó thành sâu, cho nên lúc đó là không đề khởi được câu Phật hiệu. Chứ của cụ không phải là cụ không biết gì, mà sợ rằng lúc đó là không đề khởi được. Ví dụ như đại chúng biết rằng là đau quá đúng không ạ? Đau thường ra làm gì ạ? Kêu gì ạ? Ôi rồi ôi, đúng không ạ? Có ai kêu a di đà Phật không? Không. Ôi rồi ôi là nhanh. Thế bây giờ vì thói quen, nếu bây giờ sửa được là lúc đó a di đà Phật thì là ngon. Đấy là mình sửa lại thôi. Vậy đấy là cụ gì thì thôi, con đấy nói chuyện qua đại chúng này nhìn ta thành tấm gương thôi, là chúng ta lấy đấy làm bài học. Vì con nói đại chúng này, vì sao là gì, là con có một phát hiện ấy. Con nói lốt đoạn này không dạy đại chúng xả chân xả mối, là đúng đại chúng nghe cái câu mà thường là hay nhắc, gương để soi mặt, pháp để soi tâm, đúng không ạ? Câu này thì con tin chắc là đại chúng đều nghe. Nhưng đến hôm nay con mới phát hiện tại sao tổ hàng ngày phải giảng kinh, mà tại sao tổ nhắc chúng ta hàng ngày phải nghe pháp. Chỗ này hôm nay con mới hiểu, là gương soi mặt thì thấy nhọ đúng không ạ? Nhưng soi chỉ được một lúc lại đi ra đúng không ạ? Lúc đi ra nhọ có biết không? Không biết. Đúng chưa ạ? Là vì soi gương không được liên tục. Thế cũng như vậy, pháp không thường nghe, cũng không thường soi chiếu tâm, nên thường hay phạm lỗi. Vậy là như vậy đấy. Cho nên là gì? Bây giờ về là gì? Thường xuyên nghe pháp, thường xuyên cảnh tỉnh. Đấy là thường soi lại tâm. Vì hễ chúng ta đi ra khỏi pháp là không soi lại tâm được mình, lại phải quay trở lại pháp soi tâm. Soi cứ như vậy liên tục, là đến một ngày chúng ta sẽ biết cách sửa. Sửa một ngày chúng ta sẽ hạ thủ được công phu. Và hạ thủ công phu đến một ngày, chính là chúng ta sẽ biết nắm bắt được cái quy luật vãng sinh, quy luật của hộ niệm. Đấy chính là chúng ta sẽ bớt được cái chấp trước, và chúng ta sẽ gắng sức được niệm Phật. Đấy chính là như vậy. Nên đấy, mong cho đại chúng về chịu khó soi nhá. Chịu khó soi lên là nó sẽ đỡ. Đấy, hôm nay con nói chuyện chia sẻ vậy thôi đại chúng ấy. Giờ Phật. Con mời đại chúng xả chân trong dạy đại Phật sám hối. Nãy con nói chuyện cũng nghe được câu nào không? Nghe nhiều phết đấy. Không mấy đâu. Không mấy à? Lạy Phật nói mà cứ từ từ, cái gì nghe được nhiều. Vâng, nói từ từ. Nói mà các bác nói nghe nhanh thì chị cứ quên đấy. Vâng. Rồi lần sau con đến, con sẽ nói một đoạn thôi. Được đoạn nào cụ nắm chặt đoạn đấy nhá. Cụ nhá.
Ví dụ nhắc cái đoạn là niệm Phật phải nắm chặt vào cứ A Di Đà Phật. Hôm nay cái bác đấy đến nhắc niệm Phật là bảo là thôi buông cái sân giận, cái khó chịu ra niệm Phật. Thôi lúc đấy bỏ đi, niệm Phật cho an vui, còn về Tây Phương cho hạnh phúc. Cụ nắm chặt chỗ này nhá, cụ nhớ không? Hứa con nhá. Đấy nhá, vui lắm đấy, niệm Phật vui cụ nhá. Sao về Tây Phương vui lắm đấy. Cảnh mà A Di Đà Phật đến đón cụ vui lắm đấy cụ nhá. Nhớ cụ nhá. Hay nhớ quay lại đón oán thân trái chủ này, cứu tất cả mọi người cụ nhá. Cụ hiểu chưa? Vâng, A Di Đà Phật. Có niệm Phật, có nghe pháp. Thế là biết cái đoạn chú quý thảo luận với cụ rồi. Cái đại chúng mới xả chân. Đoạn này con biết nhá. Để lúc khác nói. Thì đoạn này con biết rồi, vì cái này đại chúng là con thấy là thường là hay mắc phải. Mà lần sau con sẽ nói chuyện một chút để sau này đại chúng sau là tránh ra. Cái đoạn này là nó dính vào là người thân của người bệnh là người biết hộ niệm. Thì đấy nhá. Cho nên là biết thôi, nhưng mà để mà sâu lắm bắt quy tắc và lúc đó là giữ được cái tỉnh táo, cái lý trí để hành, nó lại thuộc vào dạng khác. Và con thấy được ít người làm được. Và cái người mà nói được làm được thì con thấy là rõ nhất là có thầy Diệu Âm. Con nói rõ là thầy Diệu Âm. Thôi đây, đây có nữa không con muốn. Thôi bảo là có thầy Diệu Âm là có. Cái đoạn là hướng dẫn khai thị tọa đàm 2 đấy. Thầy có nhắc đấy. Trong xuyên suốt tọa đàm hướng dẫn khai thị ý, đấy là quy tắc đại chúng nhớ rằng là dành cho cả người hộ niệm là người thân của người bệnh. Chứ không phải chỉ cho người hộ niệm mà chỉ đi giúp đỡ người khác, không phải. Đấy chưa phải. Về đại chúng nghe kỹ trong hướng dẫn khai thị biết là chỗ nào. Cho nên là tổ mới nói là đến vai nào thì ta phải diễn tốt cái vai đó. Nên thường là quên mất vai diễn mà thôi. Cho nên sau này đại chúng thì sau đoạn đó con sẽ nhắc. Mà sau này đại chúng nhớ con nhắc là hôm nay bác đang ở vai này. Lúc đấy phải nhớ, đại chúng nhớ là vai gì. Bác đang ở vai người bệnh thì bác chuyên tâm niệm Phật. Bác đang ở vai người nhà người bệnh thì bác nghe lời ban hộ niệm. Đấy đại chúng ạ. Còn bác là đang vai là ban hộ niệm thì bác phải nghe trong vai này, bác đóng tốt cái vai đấy. Vậy mới là tốt. Chứ không là diễn vai kia nhập tâm quá xong đến lúc quên mất mà quên mất. Diễn vai một nhập tâm ấy quên mất đang đổi vai rồi, quên mất ấy. Nên là hơi nguy hiểm. Nên đại chúng sau có gì cái đó con chia sẻ sau là đại chúng sẽ dễ hiểu chỗ đấy. Còn chú quý nhá, chú là vai là người nhà của bệnh nhân chứ không phải ban hộ niệm. Đấy cô Quy Yên cũng vậy, là người nhà của người bệnh. Nên người nhà chỉ có mỗi là gì? Cố gắng cung cấp thông tin vướng mắc của người bệnh cho ban hộ niệm gỡ giải. Còn đâu việc đấy là của người hộ niệm sẽ đến gỡ giải mà thôi. Chứ không quên mất thì sao mà ban hộ niệm dặn một đằng nó lại quên mất một đằng đấy là chết. Nên đó trước thì hôm nay con nhắc trực diện nhá. Không phải nhắc khéo nữa đâu đấy. Hôm nay không hiểu nữa thì thôi con chịu đấy. Đây con nhắc đại chúng vì đây lấy mẫu ra chú quý hoan hỉ cô Quyên nhá. Chứ không biết là vì có ca mà vì nhắc đây sau này đại chúng vì đây trong đây là rất nhiều người đang được hộ niệm. Như cụ báo là có các con là hộ niệm là đây nhắc chung luôn không mà không các con cụ là không biết nên đây lấy một cái mẫu làm chung nên chú hoan hỉ nhá. Không phải là điểm danh nhắc mặt đâu, không phải là lấy ra làm gương mà gương này là rất có phước đấy, biểu dương mà. Trong mà cái hộ niệm là như này là rất có phước. Nên là như vậy. Lấy ra làm gương cho đại chúng. Nên sau này đại chúng còn nhắc qua vậy thôi. Nha, mời đại chúng ra khởi thân thôi. Đây, lạy Phật sám hối. Dạ, lạy Phật sám hối. Xong rồi nghỉ cụ nhá. Chúng con về thì cụ vẫn niệm Phật hồi hướng nhá. Sau cụ mà vãng sinh cụ đi vui, vui lắm. Thì cụ cứ đi nhá. Chúng con chỉ đến tiễn một đoạn, không chờ ai cụ nhá. Dạ Phật. Mm.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả chư vị trong pháp giới có duyên lành và chẳng lành với Phật tử. Nguyễn Thị Hòa, pháp danh Minh Trí. Hôm nay Phật tử Minh Trí đã nhận ra lỗi lầm của mình, đang quyết tâm niệm A Di Đà Phật để đi về Tây Phương Cực Lạc. Trên có thể cầu thành Phật đạo, dưới có thể cứu độ muôn loài chúng sinh khổ, trong đó có tất cả các chư vị cũng như thân bằng quyến thuộc của chư vị. Hôm nay những người niệm Phật chúng tôi thực sự đại diện thay vì Phật tử Minh Trí, thành tâm sám hối tất cả những lỗi lầm trong nhiều đời nhiều kiếp Phật tử Minh Trí đã gây cho chư vị sự khổ đau. Nhưng chính chư vị hôm nay muốn thoát khổ được vui, thì xin chư vị hãy thành tâm hướng về Đức Phật A Di Đà, niệm danh hiệu A Di Đà Phật, cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Chỉ cần chư vị hôm nay nghe lời Phật dạy, buông xả những niệm Phật, buông xả những niệm oán thù, tin sâu nguyện thiết, niệm danh hiệu A Di Đà Phật, thì chư vị sẽ có cơ hội một đời vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Vì Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sinh mà tin sâu nguyện thiết, niệm danh hiệu A Di Đà Phật, thì không một chúng sinh nào là không được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Chỉ vì trong vô lượng kiếp qua chúng ta đã bị vô minh che đậy, nên mãi mãi phải chìm đắm trong biển khổ sông mê. Hôm nay chư vị có cơ hội gặp được pháp môn một đời bình đẳng thành Phật, đó là niệm A Di Đà Phật, cầu về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì xin chư vị hôm nay chỉ cần chư vị buông xả những niệm oán thù, chư vị thực sự giác ngộ, xin chư vị nghe lời pháp sư Tịnh Không dạy, thâu hết thân tâm lại niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, một niệm tương ưng hoành siêu tam giới, siêu thoát tam giới, tức được đắc đạo. Chỉ cần chư vị chăm chỉ nỗ lực tu hành thì một đời chắc chắn thành Phật. Chỉ cần chư vị thâu hết thân tâm lại niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, một niệm tương ưng thì phước thọ tăng trưởng, tiêu tai diệt chướng. Chỉ cần chư vị thâu hết thân tâm lại niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, một niệm tương ưng thì tu gì được đấy. Nhưng kính mong chư vị đừng tu nhân thiên quả báo, mà nghe lời Phật dạy, phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chiên niệm A Di Đà Phật, cầu sanh Cực Lạc, tu hành đúng pháp, thì chắc chắn một đời này chư vị sẽ thành đạo nơi Tây Phương Cực Lạc, thế giới của Đức Phật A Di Đà. Giờ đây nếu thực sự chư vị đã giác ngộ, thì kính mong chư vị cùng những người niệm Phật chúng tôi hướng về Đức Phật A Di Đà, thành tâm sám hối và phát nguyện vãng sinh. Chúng tôi niệm một câu, ngưỡng mong chư vị niệm theo chúng tôi một câu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xưa đã tạo bao ác nghiệp. Con xưa đã tạo bao ác nghiệp. Đều do gốc bởi tham sân si. Đều do gốc bởi tham sân si. Từ thân miệng ý phát sinh ra. Từ thân miệng ý phát sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cho con về Tây Phương Cực Lạc. Cho con về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đại chúng cùng niệm A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này. Nguyện đem công đức này. Trang nghiêm Phật tịnh độ. Trang nghiêm Phật tịnh độ. Hồi hướng cho Phật tử Nguyễn Thị Hòa pháp danh Minh Trí. Hồi hướng cho Phật tử Nguyễn Thị Hòa pháp danh Minh Trí. Hồi hướng cho tất cả chư vị pháp giới hữu duyên. Hồi hướng cho tất cả chư vị pháp giới hữu duyên. Với Phật tử Minh Trí. Với Phật tử Minh Trí. Hồi hướng cho tất cả thần linh hương linh chúng sinh. Hồi hướng cho tất cả thần linh hương linh chúng sinh. Đang hiện hữu trên mảnh đất này. Đang hiện hữu trên mảnh đất này. Tất cả đều được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Tất cả đều được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Nguyện A Di Đà Phật. Nguyện A Di Đà Phật. Quan Âm Thế Chí. Quan Âm Thế Chí. Chư Đại Hải Chúng. Chư Đại Hải Chúng. Đại Từ Đại Bi. Đại Từ Đại Bi. Phóng Quang Tiếp Độ. Phóng Quang Tiếp Độ. Trên đền bốn ơn nặng. Trên đền bốn ơn nặng. Dưới cứu khổ tam đồ. Dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe. Nếu có ai thấy nghe. Đều phát tâm Bồ Đề. Đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này. Hết một báo thân này. Đồng sinh Cực Lạc Quốc. Đồng sinh Cực Lạc Quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay tất cả những người niệm Phật chúng tôi cũng như thân bằng quyến thuộc của Phật tử Nguyễn Thị Hòa pháp danh Minh Trí, đại diện thay vì Phật tử Minh Trí, thành kính tri ân tất cả chư vị trong pháp giới có duyên lành và chẳng lành với Phật tử Minh Trí. Hôm nay chư vị đã mở lòng từ bi tha thứ oán thù, cùng nhau niệm Phật hộ niệm giúp đỡ cho Phật tử Minh Trí đời này được an lành tỉnh táo, niệm A Di Đà Phật để đi về Tây Phương Cực Lạc. Chúng tôi thành kính cúi đầu tri ân tất cả chư vị. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh Cực Lạc Quốc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. À, Di Đà Phật, mời đại chúng nghỉ ạ. A Di Đà Phật.